Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11 tháng 11 năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thay thế pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Để luật sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Để đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống từ cuối tháng 4 năm 2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025. Qua đó, giúp các cơ quan liên quan hiểu đúng, xây dựng kế hoạch tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Luật thì có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng rộng, quy định đầy đủ và đồng bộ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Bộ đội Biên phòng và chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòng. Trong luật thì có thể hiện sự hợp tác quốc tế về biên phòng và quản lý nhà nước đối với Bộ đội Biên phòng. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc các bộ ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu và phổ biến luật biên phòng là đặc biệt cần thiết và đảm bảo cái quá trình thực thi nó có hiệu quả. Là cơ quan thường trực thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện luật. Đảng ủy, Chỉ huy đồn biên phòng Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức, quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ để học tập, nghiên cứu chuyên sâu về luật biên phòng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của các xã, khu vực biên giới biển, tổ chức để tuyên truyền về tinh thần và nội dung của luật biên phòng. Để việc triển khai thi hành luật biên phòng Việt Nam được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xây dựng đề cương tuyên truyền về luật và các nghị định quy định chi tiết. Đây là căn cứ để đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao nhận thức pháp luật gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhận thức sâu sắc và hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của luật biên phòng Việt Nam. Trên cái cơ sở đó, nắm chắc luật sẽ chủ động thực hiện và tuyên truyền đa dạng dưới mọi hình thức đến bà con nhân dân, tổ chức một tổ công tác xuống tận các cái tàu thuyền đến từng nhà dân khu vực biên giới biển để chúng ta tuyên truyền. Trên cái cơ sở đó thì để cho chính quyền địa phương cũng như bà con ngư dân nắm và hiểu rõ về cái luật biên phòng Việt Nam để thực hiện tốt trong cái thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền luật dưới nhiều hình thức đa dạng sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.